Núi Kalat nằm ở phía nam của cao nguyên Tây Tạng. Ý nghĩa của ngọn núi này theo tiếng Tây Tạng, từ Kalat có nghĩa là đá quý của tuyết. Kalat là ngọn núi cao nhất thuộc dãy Himalaya với độ cao 6.638m. Sở dĩ ngọn núi này được xếp vào các địa điểm tham quan lạnh gáy là do nó có địa hình rất phức tạp. Những con dốc ẩn chứa nhiều bí mật, rất ít người đã từng đến đây để khám phá hay nghiên cứu về chúng. Các nhà thám hiểm trong và ngoài nước đã rất nỗ lực để đi lên đỉnh núi, nhưng tất cả đều thất bại. Muốn đến được đây, bạn cần phải có sự cho phép của Liên Hợp Quốc, Chính phủ Trung Quốc, Đức Đạt Lai Lạt Ma và những người dân địa phương. Được biết, các cạnh dốc của núi Kalat hướng về 4 điểm chính của La Bàn. Vì vậy, một số nhà khoa học đã cho rằng, nó là một kim tự tháp cổ đại được xây dựng bởi bàn tay và trí óc của con người hoặc là người ngoài hành tinh. Hồ Bo Giang là hồ chứa nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc. Địa danh này ẩn chứa rất nhiều câu chuyện kinh hoàng. Trong vòng 3 thập kỷ qua, có tới 2.000 người bị chết đuối ở Bo Giang. Những người may mắn sống sót sau vụ đắm tàu đã mất trí nhớ sau khi tỉnh lại. Những câu chuyện cũ về chiếc hồ này rất nhiều, tiêu biểu là câu chuyện về 13 chiếc thuyền đánh cá bị mất tích vào cùng ngày mùng 3 tháng 8 năm 1985, không một ngư dân nào sống sót. Các quan chức và đoàn thám hiểm tư nhân đã nhiều lần cố gắng để tìm kiếm thuyền hoặc thi thể của ngư dân, nhưng mọi thứ dường như bốc hơi, không có bất kỳ thứ gì có thể tìm kiếm. Có rất nhiều tình tiết đáng sợ và bí ẩn hơn về hồ Bo Giang. Liệu bạn có đủ dũng cảm ghé thăm hồ nước này? Sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc tới đỉnh Everest trong danh sách này. Ở Trung Quốc, người ta thường gọi nơi này là đỉnh Mao Lung Ma, nơi sở hữu độ cao khoảng 8.848m và có dấu hiệu không ngừng cao lên. Mỗi năm, có tới 500 người cố gắng leo lên đỉnh núi này. Rất nhiều người trong số họ phải đối mặt với những điều kỳ lạ, thậm chí là thần bí trên đường chinh phục. Họ kể rằng, họ đã nhìn thấy ma trong các chuyến thám hiểm của mình. Tất cả những người đam mê leo núi bắt buộc phải tin rằng Everest có linh hồn. Nếu không có sự tôn trọng và thành kính, thì sẽ khó mà trở về sau những chuyến leo núi. Một trong những địa điểm đáng sợ nhất trên thế giới là đường mòn bằng ván mâu khoa, nằm không xa thành phố Hóa Âm, tỉnh Thiểm Tây. Để lên được đỉnh núi, bạn phải đi qua đường mòn này. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đến đây, bởi đường mòn chỉ được tạo bởi những ván gỗ dày, đóng trên các chốt kim loại ở vách núi. Tất nhiên nó không hề có lan can hay bất kỳ chỗ bám víu nào cho bạn.